Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hé lộ thời gian về làm dâu nhà thiếu gia Đỗ Vinh Quang, ngày cưới đang rất gần. Đám cưới Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia trẻ tuổi Đỗ Vinh Quang được cho là đang đến rất gần. Người hâm mộ cũng chúc mừng đến nàng hậu khi sắp bước vào làm dâu hào môn. Gần đây, thông tin liên quan đến nghi vấn kết hôn của Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh nhận được sự quan tâm khủng từ công chúng. Trong đó, từng nhất cử nhất động của hai nhân vật chính luôn gây chú ý với cộng đồng mạng. Mới đây, theo nguồn tin riêng có được, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh sẽ kết hôn vào tháng 10 tới đây. Được biết, Đỗ Mỹ Linh đã có lời mời dự cưới tới một số bạn bè trong giới. Hôn lễ của người đẹp và thiếu gia Đỗ Vinh Quang sẽ diễn ra vào khoảng giữa tháng 10. Hiện tại, khán giả yêu mến vẫn đang chờ đợi xác nhận chính thức từ Đỗ Mỹ Linh, bởi thông tin Hoa hậu 9X sắp cưới con trai bầu hiển cũng đã rầm rang suốt thời gian qua. Sau thời gian hẹn hò bí mật, nàng hậu sinh năm 1996, chính thức cùng thiếu gia Đỗ Vinh Quang về chung một nhà, chuẩn bị làm dâu hào môn. Cách đây không lâu, Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng được cho là hớ miệng khi xác nhận bê tráp trong ngày vui của Đỗ Mỹ Linh. Thời gian qua, tin đồn Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hẹn hò với cậu út nhà bầu hiển thiếu gia Đỗ Vinh Quang dần được người trong cuộc xác nhận qua các động thái. Bên cạnh sự ngưỡng mộ đối với nàng hậu sinh năm 1996, nhiều người không khỏi suýt xoa trước chuyện tình may tầng nào gặp may tầng ấy, bởi tài năng và gia thế của thiếu gia Đỗ Vinh Quang cũng không phải dạng vừa. Tin đồn Đỗ Mỹ Linh hẹn hò thiếu gia Đỗ Vinh Quang rộ lên đúng dịp Valentine 2022. Sau đó, cặp đôi liên tục bị soi hình hẹn hò. Thậm chí, Đỗ Mỹ Linh thi thoảng xuất hiện bên gia đình tình tin đồn. Thiếu gia Đỗ Vinh Quang đã cầu hôn Hoa hậu Việt Nam 2016 trong chuyến đi Đà Nẵng vào tháng 7 năm 2022 tại một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng. Ít giờ trước, trên kênh TikTok đã bất ngờ xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và con trai út nhà bầu hiển là thiếu gia Đỗ Vinh Quang đi ăn uống cùng với nhau. Xem đoạn clip, cư dân mạng không khỏi háo hức vì độ xứng đôi của trai tài gái sắc. Khoảnh khắc này của cặp đôi khiến dân tình không khỏi chú ý. Xuống phố, đi dạo, bộ đôi diện trang phục giản dị. Vốn đều là những người trẻ sở hữu khối tài sản lớn, hai người khiến fan bất ngờ khi đi ăn vặt ở lề đường. Trong clip, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và con trai út của Bảo Hiển lên đồ rất giản dị, ngồi lấy thức ăn cho vợ sắp cưới. Đặc biệt, cặp đôi còn ghi điểm cực mạnh với khán giả, bởi vì dù là những người giàu có, nhưng lại vô cùng bình dân, ngồi ăn quán ăn vỉa hè. Đây là một trong những lần hiếm hoi công chúng bắt gặp người đẹp tự tin xuất hiện cùng bạn trai tin đồn tại nơi đông người. Trước đó, cặp đôi cũng bị phát hiện sánh đôi tình tứ ở sự kiện giải trí hay đi xem bóng đá. Dù chính chủ không lên tiếng xác nhận, song người hâm mộ cũng ngầm hiểu về mối quan hệ của cả hai. Gần đây, cả hai còn có chuyến đi du lịch nước ngoài, nên nhiều người đã nghi vấn Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang đi nước ngoài để chụp ảnh cưới. Dù đã có nhiều tin đồn, nhưng cả hai vẫn chưa lên tiếng xác nhận. Đỗ Vinh Quang sinh năm 1995 là con trai thứ hai của ông bầu Đỗ Quang Hiển. Anh được bổ nhiệm là Chủ tịch Hà Nội FC vào năm 2020, khi chỉ mới 25 tuổi. Chức vụ này đã mang nhị thiếu gia nhà bầu Hiển trở thành chủ tịch một câu lạc bộ bóng đá trẻ nhất Việt Nam. Vinh Quang từng du học tại Anh, có bằng cử nhân chuyên ngành tài chính ngân hàng tại City University London. Sau đó, anh học thêm bằng thạc sĩ chuyên ngành quản trị tài chính tại Đại học Middlesex London. Bên cạnh việc trở thành chủ tịch của câu lạc bộ bóng đá lớn mạnh nhất Việt Nam, thiếu gia nhà bầu hiển còn sở hữu khối tài sản khổng lồ. Chàng chủ tịch trẻ từng gây xôn xao với những thành tựu đáng nể trên thương trường. Đầu tháng 2 năm 2020, anh bỏ ra khoảng 270 tỷ đồng, mua vào 35,9 triệu cổ phiếu ngân hàng SHB, ngân hàng do bố mình làm chủ tịch hội đồng quản trị và anh trai làm phó giám đốc.